Trong năm 2022, tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức 125 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022 sẽ là sự kiện điểm nhấn tiêu biểu, tạo ra không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch đến với địa phương. Cuộc thi do công ty trách nhiệm hữu hạn Hunky Dory Việt Nam tổ chức. Đến nay, đã phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng đầy đủ các phương án về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra cuộc thi. Cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022 là sự kiện được Tổng cục Du lịch chọn làm chương trình điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2022, là sự kiện kích cầu quảng bá và thu hút du khách trong nước quốc tế, góp phần phục hồi các hoạt động của ngành du lịch Khánh Hòa sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây sẽ là một sản phẩm du lịch đặc biệt thu hút các tour du lịch đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp để khám phá vùng đất giàu bản sắc văn hóa, con người hiền hòa thân thiện nơi đây. Những ngày đầu tháng 3 năm 2022, thành phố Nha Trang dường như sôi động hơn hẳn với chuỗi các hoạt động mở đầu cho cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022. Trong các ngày 7, 8 và 9 tháng 3, nhiều hoa hậu người đẹp nổi tiếng đã hội tụ về Nha Trang Khánh Hòa tham quan, chụp hình, quảng bá hình ảnh du lịch tại địa phương. Các đại sứ cuộc thi gồm Phan Thị Mơ, Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018, Đào Thị Hà, top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, Phan Ngọc Hưng, Hoa hậu được yêu thích nhất Miss Glam World 2018, Quỳnh Thúy Anh, Hoa hậu cộng đồng người Việt tại Bỉ năm 2014, đã được ban tổ chức chào đón tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Trong khoảng thời gian ở lại Nha Trang, các đại sứ cuộc thi đã tham quan, chụp ảnh check-in các địa điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng tại Nha Trang Khánh Hòa. Cuộc thi du lịch biển Việt Nam 2022 là một trong các sự kiện điểm nhấn của ngành du lịch Nha Trang Khánh Hòa nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung. Chúng tôi rất vinh dự được Tổng cục Du lịch lựa chọn là một trong những chương trình quan trọng để kích cầu du lịch Nha Trang Khánh Hòa cũng như là kích cầu du lịch của Việt Nam trong đặc biệt là trong những chương trình của năm du lịch quốc gia 2022. Chúng tôi hy vọng trong cái cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022 bằng những chuỗi sự kiện cũng như bằng tất cả các cái hoạt động liên quan đến cuộc thi, chúng tôi sẽ quảng bá cũng như rằng đưa cái hình ảnh về một thành phố Nha Trang an toàn và biển hẹn đến với du khách trong nước cũng như là quốc tế. Đặc biệt là cái sự kiện ngày 15 tháng 3 là chúng ta sẽ sắp tới sẽ mở cửa cho du lịch quốc tế. Cho nên đây cũng là một trong những chương trình mà ban tổ chức mong muốn rằng sẽ tạo thành một cái đột phá để mà đưa được những cái hình ảnh cũng như rằng là thu hút du khách quốc tế đến với Nha Trang Khánh Hòa trong thời gian tới. Sau khi được chào đón từ sân bay Cam Ranh, điểm đến đầu tiên của các người đẹp là khu du lịch trên đảo Hoàng Tâm. Được mệnh danh là một trong những hòn đảo xinh đẹp của Nha Trang, Hoàng Tâm luôn thu hút lượng lớn du khách đến đây mỗi năm. Với nhiều hoạt động dịch vụ phong phú trên đảo, Hoàng Tâm là một điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm du lịch biển tại Nha Trang. Có mặt tại đây trong ngày đầu tiên, các người đẹp dường như khá thích thú với vẻ đẹp của biển trời và phong cảnh Hoàng Tâm. Bắt tay ngay vào công việc, những người đẹp đã sẵn sàng cho buổi tác nghiệp đầu tiên với vòng chụp hình bikini. Biển là một trong những tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Vì thế, việc có nhiều hoạt động tại các vùng biển đảo cũng sẽ có trong lịch trình xuyên suốt cuộc thi. Du lịch Nha Trang Khánh Hòa không chỉ có biển, mà nhiều dịch vụ thể thao gắn liền với biển cũng đang được phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh năng động trẻ trung là điều mà các đại sứ muốn gửi gắm đến trong các hoạt động tiếp theo, tham quan và chụp ảnh tại sân golf KN Cam Ranh. Đến đây bạn sẽ có cơ hội thưởng thức quang cảnh tuyệt đẹp của những đồi cát thoai thoải, bãi cát trắng mịn dọc bãi dài và vùng biển đông mênh mông rộng lớn cùng những hòn đảo thấp thoáng. Đây là một điểm đến mang lại sự thư giãn, trải nghiệm thú vị. Lần này thì mơ
rất là vinh hạnh khi được trở thành đại sứ của cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022. Thì thực tế mọi người cũng biết là 2 năm Covid vừa qua thì có rất là nhiều những cái dự án ấp ủ cũng như là những cuộc thi đang rất là thiếu, và tất cả mọi người đang chờ đợi một cái sự đột phá trong những cái cuộc thi sắc đẹp. Nhưng đối với cuộc thi Hoa hậu du lịch biển thì nó sẽ mang thêm một cái hơi hướng khác, đó là mình sẽ quảng bá nhiều về du lịch, và đương nhiên cái người được chọn là một cái người kết nối với du lịch rất là nhiều và đại có thể truyền đạt được tất cả những cái gì đó rất là đẹp của đất nước mình đến với tất cả mọi người ở trong nước và kể cả ngoài nước. Và đối với Nha Trang Khánh Hòa thì Mơ nghĩ đây là cái vùng biển mà là một trong những vùng biển đẹp nhất của Việt Nam và có rất là nhiều nơi để đi. Mơ hy vọng là Mơ góp một phần nhỏ vào cái cuộc thi này, làm đại sứ cho cái cuộc thi này. Mơ hy vọng là Mơ cùng tất cả mọi người, những cái con người rất là tâm huyết, hy vọng là sẽ vừa tìm được một cái đại diện chân thiện mỹ và vừa tìm được một cái đại diện mà họ rất là yêu thích du lịch và họ luôn luôn có cái trọng trách là quảng bá du lịch của Khánh Hòa, Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung để làm cho ngành du lịch sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Ngày thứ hai trong lịch trình trải nghiệm, các người đẹp đại sứ tiếp tục đến với các hoạt động văn hóa, thăm các điểm di tích văn hóa lịch sử địa phương. Trong những bộ áo dài, các người đẹp thể hiện niềm tự hào với bộ trang phục truyền thống khi được đến có mặt tại những địa điểm tâm linh. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên của biển đảo, rừng cây, Nha Trang còn mang vẻ đẹp hiện đại với những công trình kiến trúc độc đáo đẳng cấp. Công viên Bạch Đằng là điểm dừng chân thường có mặt trong tour du lịch Nha Trang một ngày. Diện tích lớn, không gian xanh thoáng mát và những kiến trúc lịch sử độc đáo bên bờ biển giúp du khách có được những giây phút thư giãn trong lành và bình yên. Đó cũng là niềm tự hào của người dân miền biển, cảm nhận được sự thiêng liêng của văn hóa truyền thống. Ngay sau đó, các người đẹp tiếp tục tham quan chụp ảnh tại nơi được xem là biểu tượng check-in của Nha Trang, Tháp Trầm Hương, quảng trường 2 tháng 4. Hòa mình trong không gian lộng gió của biển trời, các người đẹp càng thêm yêu Nha Trang, yêu vẻ đẹp hiền hòa của vùng đất này. Nha Trang, và Nha Trang là một tỉnh mà có bãi biển Hà đánh giá là rất là đẹp, rất là xinh đẹp, nhiều phong cảnh rất là phong phú, và đặc biệt là về văn hóa nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa cũng rất là đặc trưng, rất là phát triển. Và mặc dù là sau một thời gian nghỉ dịch rất là dài và bây giờ thì tỉnh Khánh Hòa đã hoạt động lại cái ngành du lịch của mình, du khách cũng đã dần dần đến với tỉnh nhiều hơn. Và Hà hy vọng rằng với cuộc thi lần này cũng sẽ tạo được một tiếng vang lớn và sẽ thu hút nhiều du khách đến với tỉnh. Điểm nhấn tiếp theo trong hành trình trải nghiệm là Tháp Bà Ponaga. Đây là một địa điểm tham quan nổi tiếng của Khánh Hòa và cả nước, nơi ghi dấu truyền thuyết mẹ xứ sở dạy người dân cách làm ăn, trồng trọt và chở che cho người dân miền biển. Tại Tháp Bà, các người đẹp không chỉ có cơ hội được hòa mình trong không gian của những nét văn hóa đặc trưng, mà còn có dịp tham gia vào những vũ điệu đặc trưng của văn hóa Chăm tại nơi đây. Thích thú, ấn tượng là những điều mà các người đẹp có được khi có mặt tại Tháp Bà. May mắn là Mơ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng khá là lâu rồi, và Mơ cũng là đang là đại diện cho rất là nhiều những cái nơi, những cái địa điểm du lịch, resort, khách sạn, cho nên là nói về du lịch và lĩnh vực nghệ thuật là Mơ cũng hoạt động rất là nhiều rồi, cho nên là lần này là lần đồng hành rất là nhiều thứ N rồi, cho nên là Mơ hy vọng là với những cái Mơ không dám nói là mình đã thành công rồi, Mơ hy vọng là với những cái kinh nghiệm của mình đi qua, Mơ sẽ truyền đạt được cho tất cả các bạn thí sinh, các bạn mới sẽ nắm được, hiểu được và sẽ trở thành một cái đại diện thật là hoàn thiện. Cảm nhận của Hà thì thực sự rất là vui khi mà ban tổ chức đã ngỏ lời và mời Hà làm đại sứ cho cuộc thi. Và Hà cảm thấy rằng là đây là một cuộc thi sẽ giúp cho tỉnh Khánh Hòa quảng bá được những cái nét đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa, những nét đẹp về văn hóa, về du lịch. Và
Hà đã tham gia hai cuộc thi lớn là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ. Hà đã có được cho mình những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm. Thì qua đây Hà cũng muốn sẽ đóng góp những cái gì mà mình đã học được, đã có được để giúp các bạn thí sinh sẽ làm tốt cái phần thi của mình. Nha Trang đang cố gắng đa dạng các sản phẩm du lịch của mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm hơn cho du khách. Bến Du Thuyền đang là một điểm đến mới nổi tại Nha Trang. Không gian hiện đại, sang trọng, tiện nghi chính là điểm nhấn cho địa điểm du lịch đang dần trở nên quen thuộc này của Nha Trang. Chắc chắn với phong cách mang chuẩn quốc tế, Bến Du Thuyền góp phần tạo nên những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cho các người đẹp đại sứ của cuộc thi. Góp phần tạo nên thành công cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022 là sự đồng tình hưởng ứng và hỗ trợ từ các đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhiều đơn vị khách sạn du lịch đã đồng hành cùng ban tổ chức trong việc đón tiếp thí sinh, hỗ trợ các điều kiện để cuộc thi được diễn ra suôn sẻ và thành công. Đây cũng chính là những yếu tố giúp hình ảnh Nha Trang được quảng bá rộng rãi hơn với sự góp mặt của các đại sứ du lịch. Ban tổ chức chúng tôi đã có một sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban cố vấn cho tới là thành phần của ban giám khảo cũng như là thành phần của các đại sứ hoa hậu để mà quảng bá cũng như là tổ chức thành công một cái chương trình đặc biệt dấu ấn trong năm du lịch quốc gia 2022 và tìm ra được một người hoa hậu đại sứ thật sự gọi là có trí tuệ cũng như rằng tài năng và đức độ để mà đưa hình ảnh của du lịch Việt Nam ra quốc tế, đặc biệt là trong những cuộc thi về hoa hậu du lịch quốc tế sắp tới mà tổ chức tại nhiều quốc gia. Thì trước đây Hà đã tham gia hai cuộc thi rồi và hiện tại Hà đang là coach cho một trường phong thái. Thì đến với cuộc thi này, Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn thí sinh về cách khách quốc, về cách thể hiện những kỹ năng của bản thân. Và Hà tin rằng Hà đủ khả năng có thể hướng dẫn cho các bạn. Một cái điều mà mình muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn thí sinh là chúng ta hãy tự tin vào chính bản thân của mình. Và khi bạn tự tin vào chính bản thân của mình thì hầu như là bạn đã thành công 50% rồi. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hunky Dory Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022. Dự kiến sẽ có khoảng 180 thí sinh trong và ngoài nước tham gia vòng sơ tuyển được tổ chức tại Nha Trang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh xuất sắc tại vòng sơ tuyển sẽ được tham gia vào các vòng bán kết và chung kết được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 7 năm 2022. Dự kiến ban tổ chức sẽ mời Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm làm đại sứ cuộc thi và thành viên ban giám khảo. Ngoài ra, còn 10 lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam tham gia giám khảo. Ngoài Vương Miện, Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền mặt. Ban tổ chức cũng dành 10 danh hiệu phụ cho các thí sinh. Chúng ta có rất là nhiều cuộc thi sắc đẹp tại đất nước Việt Nam của chúng ta xinh đẹp. Chúng ta có những người phụ nữ của chúng ta rất là tài năng, xinh đẹp và trí tuệ. Thì đối với tôi, cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam, tôi chỉ có một cái lời gửi gắm tất cả những thí sinh, đặc biệt trong cái thời gian ứng tuyển này là chúng ta hãy tự tin, hãy bản lĩnh và hãy trở thành một người hoa hậu đại sứ cho ngành du lịch tuyệt vời của chúng ta ở Việt Nam. Với là một người Nha Trang thì Trinh đã biết tới cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Nha Trang được tổ chức vào năm 2022 này. Thì Trinh mong muốn là cái người đăng quang là một người có thể đưa hình ảnh du lịch của biển Nha Trang ra cả nước và tất cả thế giới. Em có biết thì thật sự cuộc thi Hoa hậu Du lịch đại sứ du lịch Việt Nam thì đầu cuộc thi đã diễn ra rất lâu rồi và em cũng có xem rất nhiều chương trình. Em rất mong chờ là ở Nha Trang sẽ là một địa điểm du lịch để diễn ra cuộc thi này và em sẽ rất háo hức tới được xem những cái bạn hoa hậu chúng ta với các bạn thể hiện với nhau. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, đồng thời đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2022 hướng về biển đảo Việt Nam. Hẹn gặp các thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022 và khán giả tại Nha Trang vào tháng 7 năm 2022.